Xin chào bạn, và khi bạn đã kích vào clip này thì tôi tin rằng là bạn đang có một vấn đề nào đó trong việc giao tiếp thuyết trình và khả năng hoạt ngôn của bạn rồi. Vậy thì đây là một trong những vấn đề mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều người đang gặp phải, đó là nói chuyện không được lưu loát và nói chuyện không được hoạt ngôn. Vậy thì lưu loát và hoạt ngôn là như thế nào? Nó khác gì nhau hay không? Hay có điểm gì chung hay không? Và khi mà bạn nói chuyện lưu loát, bạn nói chuyện hoạt ngôn thì nó lại mang lại lợi ích gì cho công việc, cuộc sống của bạn? Và thưa các bạn, thì lưu loát ở đây đó là gì ạ? Đó là khi bạn nói một cái thông tin, một kiến thức nào đó nó có sự liền mạch và trôi chảy. Tôi xin nhắc lại ạ, lưu loát là khi bạn giao tiếp, bạn trò chuyện là có sự liền mạch trong câu từ và có sự trôi chảy và không bị vấp, thì cái đó người ta gọi là lưu loát. Còn hoạt ngôn thì bản chất thì nó cũng giống như lưu loát, nhưng nó sẽ cao hơn một chút. Tức là ngoài việc nói chuyện có sự trôi chảy, hoặc tức là sự linh hoạt, ngôn ở đây đó là ngôn từ, tức là chúng ta sẽ phải vừa nói chuyện lưu loát mà lại vừa có sự linh hoạt trong việc phản xạ ngôn từ của bạn, tức là cấp độ của nó cao hơn rất là nhiều. Tôi xin nhắc lại ạ, hoạt ngôn tức là cái sự linh hoạt trong việc các bạn phản xạ với ngôn từ. Vậy thì để có thể linh hoạt được thì chắc chắn là người sở hữu cái khả năng giao tiếp này thì họ phải có đầy đủ tất cả rất nhiều yếu tố, từ kỹ năng, từ kinh nghiệm và kiến thức của họ. Và đặc biệt hơn là họ phải luôn biết cách tư duy để tạo ra được những cái câu từ và cái cách giao tiếp thực sự tự tin và lưu loát. Vậy thì câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu sâu hơn nữa về gốc rễ của vấn đề là làm thế nào để chúng ta có thể nói chuyện một cách hoạt ngôn và lưu loát nhất nha. Vậy thì cái phương pháp nào để bạn có thể rèn luyện cái sự hoạt ngôn của mình để giúp cho bạn cải thiện dần dần và khắc phục được những điểm yếu của mình, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi sâu hơn. Và thưa các bạn, khi mà các bạn giao tiếp ấy, thì cái mà các bạn luôn luôn bị hạn chế bởi ba yếu tố. Cái thứ nhất đó chính là kiến thức của bạn. Cái thứ hai đó chính là về kỹ năng của bạn. Và cái thứ ba đó chính là kinh nghiệm của bạn. Xét trên góc độ về giao tiếp, bạn có kiến thức. Khi mà bạn thử tưởng tượng thôi, là bạn đang ngồi với một ai đó, nếu như là bạn thân thì không nói nha. Nhưng nếu như bạn ngồi với một đối tác hoặc một người mới, người lạ, nếu như mà chúng ta đang bàn về một vấn đề gì đó mà bạn ấy không hiểu gì về vấn đề của họ, thì tôi tin chắc rằng là các bạn chỉ có thể dừng lại ở một vài câu hỏi và một vài lời ngỏ ý trò chuyện nào đó thôi. Và khi đó bạn sẽ không biết nói cái gì, bởi vì kiến thức của bạn nó bị hạn chế bởi điều đấy. Vậy thì một trong những yếu tố quan trọng nhất để giúp cho bạn có thể nói chuyện một cách lưu loát đó và hoạt ngôn nhất, đó là bạn phải am hiểu về cái lĩnh vực mà bạn đang chia sẻ, nhất là việc giao tiếp giữa mình và người khác. Nếu như bạn thuyết trình thì ok, bạn hãy biến những gì mình có thành những câu từ, thành những câu nói phù hợp để bạn luyện tập. Nhưng nếu như bạn giao tiếp với người xung quanh bạn mà họ đang nói chuyện trên một lĩnh vực khác, một góc độ khác mà bạn không có kiến thức trong lĩnh vực đó, thì chắc chắn là bạn sẽ không thể giao tiếp được lâu. Vậy thì nhiệm vụ của bạn là chúng ta sẽ cần phải trau dồi thật nhiều các kiến thức trong nhiều lĩnh vực. Tức là gì? Là khi bạn trò chuyện, bạn gặp gỡ ai đó là người mới, người lạ, khách hàng, đối tác của bạn, thì bạn cần phải tìm hiểu thật kỹ về công việc của họ, về gia đình của họ, về độ tuổi của họ, về lĩnh vực kinh doanh của họ, về công ty của họ, để bạn sẽ cần phải có sự nghiên cứu một chút để trau dồi cho mình những kiến thức, những kỹ năng trong lĩnh vực của họ là nói gì, nói riêng, và cái công việc kinh doanh của bạn là nói chung. Ok chưa? Vậy thì đây là điều mà bạn cần phải chuẩn bị trước khi mà bạn gặp gỡ ai đó để bạn có thể nói chuyện được lưu loát hơn. Tiếp theo, cái câu chuyện về kỹ năng. Kỹ năng ở đây đó chính là cái khả năng truyền tải được kiến thức của bạn. Tức là khi bạn hiểu một vấn đề gì đó, bạn lại không biết cách biến nó thành ngôn từ. Hãy nhớ, bạn hiểu một vấn đề gì đó nhưng bạn lại không biết cách biến nó thành ngôn từ để bạn diễn đạt nó cho nó hay, cho nó phù hợp. Và thưa các bạn, không có lẽ tự dưng mà có một phương pháp nào đó có thể giúp bạn đùng một cái là bạn có thể nói được hay đâu. Tất cả đều đến từ việc bạn phải xây dựng ra những bài giao tiếp, bạn xây dựng ra những bài thuyết trình. Đó, tôi xin được nhắc lại nhé, bạn cần phải xây dựng ra, hay chính xác đó là kịch bản về giao tiếp và kịch bản về thuyết trình. Bạn cần phải xây dựng là ngày hôm nay bạn sẽ gặp gỡ ai đó, bạn sẽ thuyết trình điều gì đó trong khoảng thời gian bao lâu, và bạn sẽ phải chia sẻ những nội dung gì, và mỗi nội dung đó bạn sẽ phải trình bày như thế nào
bằng những ngôn từ rất chuẩn chỉnh và bài bản. Và nếu như bạn không tự viết ra được những ngôn từ hay, những kịch bản hay, thì hãy sưu tầm, hãy đọc sách, hãy nhờ những đồng nghiệp của mình hoặc hãy nhờ những người có chuyên môn, họ sẽ tư vấn cho bạn được nội dung thật là hay. Và sau đó bạn sẽ cần phải luyện tập nó thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều và thật nhiều. Khi đó thì dần khả năng về giao tiếp, về thuyết trình của bạn nó sẽ được linh hoạt hơn rất rất là nhiều. Và cái sự linh hoạt nó sẽ đến từ việc là gì ạ? Là bạn am hiểu từng vấn đề, bạn có thể xử lý được bất kỳ một vấn đề nào, một câu hỏi nào từ khách hàng hay người đối diện của bạn. Vậy thì để xử lý được thì cái việc nói nó chỉ là một phần thôi. Cái quan trọng nhất đó chính là cái tư duy về kiến thức, về hiểu biết của bạn. Nếu như bạn không có kiến thức, bạn không có hiểu biết thì làm sao mà bạn có thể nói chuyện với họ một cách tự tin được. Cho nên cái gốc rễ của vấn đề đó là bạn phải thực sự nắm bắt được những kiến thức một cách đúng đắn nhất. Tôi không cần bạn phải nói hay, tôi chỉ cần bạn nói đúng và nói chính xác thì đó là một cái phần rất hiệu quả rồi. Và cái sự linh hoạt nó đến từ cái khả năng và sự nhận diện tư duy của mỗi người. Và thưa các bạn, cái khả năng tư duy của bạn nó chỉ đến khi mà bạn có những cái trải nghiệm nhất định mà thôi. Bạn sẽ không thể nào biết được rằng là chúng ta sẽ đi quãng đường từ đây đến kia là đi đường nào nhanh nhất nếu như bạn chưa từng đi. Tôi sẽ nhắc lại nhé. Nên bạn sẽ không thể nào biết được là chúng ta sẽ đi từ quãng đường này đến quãng đường kia là đi đường nào là nhanh nhất nếu như bạn chưa từng đi nó. Vậy thì sự trải nghiệm sẽ cho bạn những góc nhìn đúng đắn nhất. Sự trải nghiệm sẽ cho bạn được cái tư duy đúng đắn để bạn quyết định cái sự nhạy bén của bạn trong việc linh hoạt về ngôn từ. Vậy thì để có thể linh hoạt được ngôn từ thì ngoài kiến thức ra, kỹ năng thì cái trải nghiệm là một điều rất quan trọng. Vậy thì trong câu chuyện về hoạt ngôn thì trải nghiệm là như thế nào? Tức là bạn cần phải có nhiều những cái trải nghiệm liên quan đến việc chúng ta giao tiếp với nhiều đối tượng khác nhau. Tôi sẽ nhắc lại là chúng ta sẽ cần phải có nhiều những cái trải nghiệm liên quan đến việc là các bạn sẽ cần phải giao tiếp với nhiều người với độ tuổi khác nhau, lĩnh vực khác nhau, cấp bậc và địa vị khác nhau. Thì bạn sẽ có cái góc nhìn về con người của họ, từ tính cách, từ lối sống, về cuộc sống, công việc, hành vi, hành động của họ như thế nào. Thì bạn sẽ có được cái sự linh hoạt và góc nhìn vô cùng đúng đắn. Và khi đó thì khả năng nhạy bén trong việc bạn giao tiếp sẽ tốt hơn rất rất là nhiều. Vậy thì bây giờ đi sâu hơn vào câu chuyện làm thế nào để chúng ta có thể nói chuyện một cách lưu loát. Lưu loát nhỉ? Thì tôi sẽ được chia sẻ với bạn như sau. Lưu loát tức là chúng ta sẽ nói chuyện, mọi ngôn từ các bạn nói ra nó có sự liền mạch, có sự liền mạch và sự trôi chảy, không bị vấp. Ví dụ, các bạn đều biết rằng là tôi là một người đào tạo về doanh nghiệp, về thuyết trình. Bên cạnh đó thì tôi cũng có đào tạo về MC và tôi cũng là một người MC chuyên nghiệp nhiều năm. Vậy thì ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với bạn lưu loát là như thế nào. Ví dụ cái câu từ này thôi. Xin được vui mừng chào đón sự hiện diện của toàn thể các quý vị đại biểu khách quý. Nghe các bạn thấy đúng không ạ? Các bạn nghe thấy rất là hay. Nhưng các bạn hãy thử nói lại cái câu mà tôi vừa nói mà xem bạn có nói được hay không. Hoặc các bạn thử nói câu này nữa này. Thưa anh chị và các bạn, vào ngày hôm nay thì tôi xin phép được chia sẻ với các anh chị về một cái chủ đề nó rất là hữu ích để giúp các anh chị gia tăng khả năng giao tiếp của mình. Đó, các bạn hãy ghi lại và thử nói cái câu đó xem mình có nói lưu loát được hay không. Và thưa các bạn, thì trong những lần đầu tiên thì tôi tin rằng là bạn sẽ không thể nào nói cái câu đó một cách trọn vẹn và lưu loát được. Nhưng khi bạn viết nó ra, rồi bạn tập nó liên tục, thì không có lý do gì bạn không thuộc, không nhớ và không nói chuyện một cách lưu loát. Vậy thì bản chất của việc nói chuyện lưu loát đó là bạn cần phải định hình ra những kiến thức, những nội dung và những ngôn từ mình cần phải nói và sau đó luyện tập nó thực sự đều đặn hàng ngày. Cũng giống như câu chuyện mà bạn giao tiếp thông thường hàng ngày ấy, thì bạn giao tiếp rất tự tin. Nhưng mà khi bạn đứng trước đám đông thì bạn là gì ạ? Lại không biết nói như thế nào. Thì cái điều đó bản chất không phải là bạn nói kém, mà bản chất là bạn đang thiếu cái kinh nghiệm trong việc bạn đứng sân khấu đám đông. Bởi vì đa số bạn đều tiếp xúc từ 1-1 hoặc 1-2 là số lượng ít người. Và khi bạn đứng trước đám đông thì bạn mất đi cái cảm xúc, mất đi cái sự tự tin của mình. Và thưa các bạn, khi bạn, một trong những cái nền tảng quan trọng nhất để giúp các bạn tự tin ngoài việc kiến thức ra, thì như tôi nhắc lại thì cái kinh nghiệm và trải nghiệm là yếu tố rất rất quan trọng. Nếu như bạn đi qua một con đường tối, lần đầu tiên bạn đi qua ấy, thì tôi tin rằng thì 10 người, thì cả 10 người đều cảm thấy sợ, rất là hẻo lánh và nhìn có gì đó tăm tối và sợ hãi. Nhưng nếu như bạn đã đi qua đó rất nhiều lần rồi, bạn
cảm nhận được một sự an toàn của mình rồi thì bạn sẽ không hề lo lắng, không hề run sợ một chút nào cả. Đó, vậy thì bạn hãy trải nghiệm đi. Trải nghiệm sẽ cho bạn thất bại, trải nghiệm sẽ cho bạn cảm giác sợ hãi, nhưng dần dần nó sẽ giúp cho bạn tự tin hơn rất rất là nhiều. Hãy nhớ nhé, dần dần nó sẽ giúp cho bạn tự tin hơn rất là nhiều. Và lộ trình để có thể giúp cho một người có thể nói chuyện một cách không lưu loát trở nên lưu loát hơn, nó sẽ mất khoảng độ từ 3 đến 6 tháng trong việc các bạn luyện tập và rèn luyện liên tục. Nhưng hãy nhớ này, bạn luyện tập trong lĩnh vực nào thì bạn sẽ nói chuyện tự tin trong lĩnh vực đó. Bởi vì sự tự tin của chúng ta sẽ luôn luôn bị giới hạn bởi kiến thức của bạn, bởi kỹ năng của bạn và bởi kinh nghiệm của bạn. Hãy nhớ nhé, đó là sự tự tin của chúng ta sẽ luôn luôn bị giới hạn bởi kiến thức của bạn, bởi kỹ năng của bạn và bởi trải nghiệm của bạn. Và đây là ba điều bạn cần phải làm ngay từ bây giờ. Và tôi xin nhắc lại và tổng kết lại video ngày hôm nay là bạn hãy viết ra những kịch bản về giao tiếp. Hãy viết ra những bối cảnh về giao tiếp. Hãy viết ra những kịch bản về thuyết trình một cách sâu sắc nhất và chi tiết nhất. Hãy biến tất cả những gì bạn đang nghĩ trong đầu thành những từ ngữ cụ thể một cách hay nhất. Và sau đó bạn luyện tập nó một cách đều đặn, thường xuyên và liên tục. Thì không có lý do gì là bạn không có thể nói chuyện một cách tự tin được. Và sự lưu loát nó sẽ đến dần dần và dần dần. Cũng giống như câu chuyện bạn di chuyển từ đây đến một vị trí nào đó, nếu như bạn không biết đường, thì khi bạn đi bạn cứ phải ngập ngừng để tư duy là không biết có đi đúng đường hay không, hay cứ phải dừng lại để hỏi ai đó. Cũng giống như câu chuyện là khi bạn không có kinh nghiệm thì bạn lại phải nói xong bạn lại phải ngập ngừng và tiếp tục dừng lại để nhìn vào sách vở hay tài liệu thì mới nói được tiếp. Nhưng ngược lại, khi bạn đã đi qua cái quãng đường đó nhiều lần rồi thì dần dần bạn sẽ quen với cái con đường đấy và bạn sẽ không còn ngập ngừng, sẽ không còn lo ngại và sẽ không cần phải dừng lại để hỏi đường nữa, và bạn sẽ đi thẳng đến cái điểm mà bạn mong muốn đến. Giao tiếp cũng vậy thôi. Khi bạn luyện tập và đạt đến một cái ngưỡng gọi là tự tin trình bày diễn đạt thì khi đó bạn hoàn toàn có thể tự tin để có thể làm được và học tập được những cái lĩnh vực khác. Nhưng các bạn nhớ rằng là gì ạ? Sự hoạt ngôn và sự lưu loát bản chất nó là một cái sự nhanh nhẹn trong việc giao tiếp. Nhưng thưa bạn, nhanh nhẹn trong việc giao tiếp nó chưa phải là điều quan trọng nhất nhé. Cái chúng ta hướng đến đó chính là giao tiếp hiệu quả. Tức là bạn phải nói chuyện và mang lại mục đích của bạn. Ngày hôm nay bạn muốn tiếp cận một mối quan hệ mới thì khi bạn trò chuyện, bạn có thể làm quen được với họ thì đó là mục đích cuối cùng. Ngày hôm nay bạn đang muốn thuyết phục một ai đó mua sản phẩm của bạn thì cái mục đích cuối cùng đó là chúng ta phải bán được hàng. Vậy thì sự hoạt ngôn nó chỉ là một trong những cái cách để các bạn truyền tải một cái hiệu quả thôi. Nhưng để hiệu quả thực sự, nó phải liên quan đến uy tín của bạn, liên quan đến giọng điệu của bạn, đến ngữ điệu của bạn và liên quan đến những cái thông tin bạn cung cấp ra là đúng hay là sai. Hãy nhớ nha, nó còn liên quan đến cái thông tin bạn cung cấp ra là đúng hay là sai. Vậy thì điều mà bạn cần phải lưu ý cho tôi đó là chúng ta cần phải rèn cho mình một khả năng giao tiếp hiệu quả. Và kết thúc video ngày hôm nay thì tôi có một lời khuyên cho các bạn là để có thể nói chuyện một cách lưu loát, nếu như một mình bạn có thể tự mày mò, tự tìm hiểu được mà giúp bạn thay đổi thì tôi xin được chúc mừng bạn. Nhưng mà thực sự để có thể một mình bạn có thể tự luyện tập thì tôi tin rằng sẽ rất là khó. Hãy tìm cho mình một người có chuyên môn, hãy tìm cho mình một người thầy, hoặc là hãy tìm cho mình một môi trường đào tạo bài bản để giúp cho bạn có cơ hội được gặp gỡ, được giao lưu, được trò chuyện, được học những công thức bài bản để giúp cho bạn có thể thực hành và luyện tập cũng như là trau dồi cho mình những kiến thức đó phù hợp nhất mới có thể giúp cho bạn nói chuyện một cách lưu loát hơn. Vậy thì câu chuyện để có thể tự tin nói chuyện lưu loát nó không nằm ở việc kết thúc cái video ngày hôm nay, mà nó nằm ở việc là khi kết thúc video ngày hôm nay bạn có thực hành hay không, bạn có dám hành động hay không, bạn có ghi ra hay không, đó mới là điều quan trọng. Còn nếu như bạn có bất kỳ một vấn đề gì liên quan đến kỹ năng về giọng nói, về thuyết trình, về giao tiếp của bạn thì hãy comment phía dưới thì tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ trả lời và giúp đỡ bạn nhiều hơn. Và nếu như bạn cảm thấy là video ngày hôm nay thực sự hữu ích và giúp được một điều gì đó cho bạn thì hãy comment một điều gì đó phía dưới, có thể là một lời cảm ơn để tôi sẽ có thêm động lực để tiếp tục có thể quay những video tiếp theo và mang lại giá trị hữu ích cho tất cả những người xem và người nghe
trên kênh YouTube của tôi. Còn bây giờ thì xin được chúc tất cả các bạn cùng với doanh nghiệp của mình sẽ luôn luôn phát triển và đạt được thật nhiều thành công nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bạn trong những video tiếp theo.